Dạ Tô Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Tô Lê đang đứng tại cái con đường 2 tháng 4 của thị xã Ninh Hòa. Đây là một con đường lớn, có thể gọi là lớn nhất mà mới mở. Bình thường trước kia cái đoạn đường này là ruộng nè. Nhưng bây giờ cái những cái con đường giao thông nó phát triển thì bắt đầu người ta băng ruộng để làm cái con đường 2 tháng 4 này. Về cái con đường 2 tháng 4 này nếu mà chạy dài thì nó sẽ cắt ngang đường Trần Quy Cáp mà lúc nãy Tố Lê có chia sẻ ở video trước. Thôi thì bây giờ Tố Lê sẽ chạy dọc dọc cái con đường 2 tháng 4 này nha, xem thử cái cảnh quan ở con đường mới mở này. Bây giờ thì Tố Lê đang đi trên đường 2 tháng 4 của thị xã Ninh Hòa. Ở đây thì có hai làn đường, chính giữa là một cái dải phân cách mà trang trí hoa cũng rất là đẹp. Ninh Hòa nổi tiếng là trang trí những cái con đường rất là đẹp á. Mỗi lần Tết á mà tôi ghé lại Ninh Hòa thì những cái cảnh quan Ninh Hòa mình thấy nó lộng lẫy lắm. Tôi đang ở thị trấn Vạn Giả thì cũng là một cái thị trấn nhỏ thôi. Quang cảnh thì nó cũng không có sôi động giống như ở thị xã Ninh Hòa. Tới đây thì có một cái ngã tư. Phía trước là ngã tư của đường Đinh Tiên Hoàng về đường 2 tháng 4. Đường Đinh Tiên Hoàng nối liền từ đường Trần Quý Cáp mà chạy thẳng đến quốc lộ 1A. Rồi, có nghĩa là cái đoạn đường này nếu mà mình đi xuống thì mình chạy thẳng xuống cái quốc lộ 1A luôn nè. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy nè, cái dải phân cách nè, trang trí cây cảnh rất là đẹp. Cái cây này cây gì mà ô phía bên kia thì họ đang bán hoa nè, hoa cúc. Dọc dọc cái con đường này thì người hai bên á người ta bán hoa Tết rồi. Nhưng mà do Tố Lê chạy bên đường này nó bị ngược cho nên không có thể quay cái cảnh quen bán hoa bên kia được. Nơi này có một cái bồn binh nữa nè. Nơi này thì có một cái bồn binh. Góc bồn binh bên kia thì người ta đang bán hoa cúc kìa. Đường đây là nói từ ngã ba Dịch Mỹ tới quốc lộ 1A nữa. Đây là một cái ngã tư mà mình nói con đường này nó nối từ ngã ba Dục Mỹ mà đi thẳng xuống quốc lộ 1A luôn. Đây là những con đường mới mở. Phía trước bên cạnh này thì có quán cà phê. Quán gì mà đẹp với ta? Beo La. Rồi đến đây là đến một cái siêu thị Comart Wincom của tập đoàn Wingroup. Đây là cái Wincom Vinmart nè. Siêu thị này nó cũng mới mở cách đây khoảng 2 năm thôi. Mình đi bên này nó bị ngược. Có lẽ thấy nhìn ở bên kia thì thấy cô chú đang bán hoa Tết trên dọc hai bên đường bên đó. Nhìn qua hoa giấy quá đẹp luôn Bảo ơi. Chắc mình phải quay lại bên đó mình quay phim quá. Con đường này có thể gọi là sang trọng nhất của thị xã Ninh Hòa này. Quá đẹp. Về lại không? Về lại mặt bên kia ra. Hồi xưa nữa là nó ghép lá tàu, tàu không ghép rồi.
Thôi anh chạy hết cho công tới dép tròn quy kép luôn đi. Phía trước có cái cầu, cầu Vinh hả bạn? Đây là cầu Vinh 2. Qua cái cầu Vinh này sẽ tới con đường Trần Quý Cáp. Đi thử băng qua kia, hồi giờ đi chưa đi, thử băng qua kia đi. Ờ, đi luôn. Đi đường 24 này lên thì nó tới đâu hả? Rồi phía trước là góc tư của Trần Quy Cáp về đường 2 tháng 4. Thôi thì Tố Lê chạy chạy một xíu nữa nha, qua cái đoạn đường 2 tháng 4 này xem thử ở cái cảnh quan trên đó thử như thế nào, chứ hồi giờ cũng chưa có đi cái đoạn đường này. Đây phía trước là đoạn đường Trần Quy Cáp, đi chạy thẳng vào chợ Vinh Ninh Hòa. Mình băng qua đường 2 tháng 4 luôn. Ở đây có quán cà phê buổi sáng. Này mới mở sau cùng nè, mà mới chạy tới đâu à? Phía trước thì có chiếc xe đang trang trí điện đường. À, cái cảnh này mà mấy người mấy anh chị mua hoa mà chở về để trang trí ngày Tết nè. Đây là cái con đường mới, cho nên hai bên đường thì nhà nó cũng chưa có khang trang lắm. Chuyện này chắc nó băng qua lại được bình thường quá. Có thể là con đường 2 tháng 4 này nó chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa. Rồi, thôi thì Tố Lê xin kết thúc video tại đây nha. Ở đây có nhiều quán ăn nó nằm trên đường 2 tháng 4 này nè. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chắc là chạy dài dài, nó sẽ còn dài dài nữa. Xin chào tạm biệt. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, tràn đầy tình yêu thương, vạn sự may mắn. Anh ơi, sáng giờ bán được chậu nào chưa? Dạ, mới vừa bán được chậu á chị. Hả? Anh cứ chạy trên đường, ai mua là anh ngừng lại hả? Không có, em có hai cửa tiệm trong thôn 1 kia với chú đưa chỗ quán cà phê O2 cũ rồi. Ồ, còn cái này là anh bán đi lưu động bán? Không có, đây là chở từng vườn nhà lên tiệm, sẵn ngang đổ xăng rồi người ta mua bán luôn. À, dạ anh, cảm ơn anh. Dạ. Tố Lê đang đứng ở trên đường 2 tháng 4 á, trên đường đi quay cái cảnh quan của đường 2 tháng 4 thì nhìn thấy cái góc đường này nó có nhiều cái cây tắc cảnh mà ở đây họ đang trưng diện đây để bán những ngày Tết nè. Thôi thì Tố Lê đi vào bên trong nha, vào bên trong để xem coi thử những cây tắc này. Chào em. Chị. Em bán tắc ở đây hả? Dạ, năm nay em cũng bán tắc ở đây, năm nay thì về sớm hơn. Ở đây là cái tiệm của mình là tên gì? Là tạp hóa Mỹ Lai đúng không? Dạ, dạ. À, anh bảo quay cái tạp hóa Mỹ Lai. Ngay cái vị trí tạp hóa Mỹ Lai thì sẽ có một cái
một cái đếm tắc rất là đẹp luôn. Mày chị thì nhìn thấy tắc ở đây nó lùng lùng á, mày nó trái nó rất là sai luôn. Em về được mấy chuyến, bữa giờ về được bán được mấy chuyến em? Mới về hôm qua chuyến này chuyến đầu tiên. Bán chưa em? Dạ em bán rồi, bán chiều hôm qua rồi, bán được cũng mấy chậu rồi chị. Ồ, cây tắc này nó đẹp quá đi, thấy không? Coi nè, mẹ quay gần năm gần nè. Năm nay thì tắc trái to, mà nó xum xuê hơn năm trước. Dạ hả? Đang về một chuyến nữa chị. Sáng giờ là chưa bán đúng không? Dạ, sáng giờ thì còn sớm nên chưa có bán. À. Cái tắc này là bao nhiêu tiền một chậu em? Tùy theo chậu chị, lớn nhỏ khác nhau, chậu lớn thì 1 triệu 900, tùy theo dao động mà từng chậu à chứ hả? Chị nhìn thấy là bên trong nó có nhiều loại ha, cái này chậu cao nè, bên trong là chậu thấp dạ, hơn, dạ. Bên kia là chậu lớn hơn. Dạ. Ồ, chị nhìn bên trong kia thấy tắc nó cũng khá là nhiều, cho chị vào trong chị tham quan thử nha. Dạ, chị cứ vô coi thoải mái. Ồ, cây nào cây nấy nó cũng đẹp hết á. Mình đi mình đụng nó cái bị rớt cái trái không? Dạ không, cái đang có rụng beo. Dạ hả? Ồ, anh Bảo qua đây nè anh Bảo. Cái luôn rất bình thường, dạ, nó không rụng. Chị cứ rung thoải mái. Trời ơi, tắt xem mà trái nào mà con này nó chùm chùm như vậy nè. Em là cá bao nhiêu này hay là còn nữa không em? Dạ còn nữa, còn 2 xi nữa, một xi bỏ những thiên ngọc anh với lại một xi về tập trung ở đây luôn. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, tiếc là nhà chị ở xe quá, ở Vàng Giả cách đây 30 cây. Có shipper. Có shipper. Chứ không là thấy tắc này quá đẹp. Em vô đi tạo cảnh một cái coi. Tạo cảnh hả? Đây là em chủ bán tắc cảnh ở đây nè nha. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào mà muốn yêu thích những cây tắc cảnh như thế này thì hãy ghé lại đường trên đường 2 tháng 4 ngay tại cái tạp hóa Mỹ Lai. Ủng hộ giùm em gái nha. Dạ rồi, thôi chị chúc em một ngày mới thật là nhiều may mắn nha. Dạ, bán hết cái đám này luôn đi. Dạ. Rồi chiều trở về cái những cái cây tắc mới nha. Dạ. Em gửi anh chị bà con có ai chân tích bằng tắc thì tiên ghi ủng hộ em. Giá kẻ phải chăng? Ở đây thì giá kẻ phải chăng, mà em thì nó cũng hàng đẹp. Hàng đẹp mà em thì nó cũng có rành nói. Dạ dạ. Không có hình gì. Không có sale thì bán cái sale bán vậy cho nên xóm mình làng mình thì ủng hộ thôi. Dạ bà con ai chơi thì tới mua ủng hộ em thôi à. Không bé nhiều luôn cũng là một cái mấy trăm chậu đi chứ. Dạ 100 mấy chậu á. Ừ. Rồi về rồi thêm nữa là cũng được hơn 300 chậu. Rồi. Rồi thôi chị bye bye em. Dạ, bye dạ, bye chị, cảm ơn. Nha.